Alo, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bữa nay là mình không đi ra ngoài, các bạn mình ở nhà. Nói chung là sáng sớm thì mình vẫn dậy sớm, nhưng mà có điều là làm biến thay đồ các bạn, nên thành ra đưa hai đứa đi học mình bận đồ này luôn. Mình mới đi đón thêm mình về các bạn ơi, và nó bị bệnh bên trường nó phone, và bây giờ thì trường kêu là nó phải ở lại nhà 2 ngày các bạn, nên thành ra là chắc là mình sẽ bận giống vậy luôn. Cái này là bữa trưa của mình các bạn ha. Bên này là măng luộc nè, đây là cá khô giả với lại ớt với lại gừng, đây là trái cà các bạn. Đó, thì bữa nay sẽ là bữa trưa của mình ha. Bây giờ mời các bạn ha. Gần đây tự nhiên mình bị dị ứng với lại nước mắm các bạn, nên thành ra cái này là mình giả nhiều ớt hơn chút xíu, xong mình đổ chút xíu nước các bạn cho nó có nước cho mà mình chấm á. Mời các bạn nha. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn đây, đang rất là đói bụng, làm mình ăn cơm với lại cái này thôi là được rồi. Cơm với lại cá, cá khô là cái món mà có thể gọi là mình có thể ăn mỗi ngày được. Này là còn non, hột nó hơi đen. Cái cà nó giòn giòn, ăn cái này nó cay cay, mặn mặn từ cá khô. Món đặc sản của người Ba Nha. Ngon là cái cà nướng xong rồi giải chung với cái này cũng rất là ngon, cũng là đặc sản luôn. Nói chung là đặc sản của người Ba Na là đều là từ cá khô hoặc là món giả, giả mọi thứ các bạn. Mình thích ăn cái giò hơn, nó giòn giòn lắm, nhìn đơn giản vậy thôi mà ngon lắm. Hai bữa nay làm đây phải ở nhà các bạn. Da thật của mình đây, mình có nám rồi không hết được. Mấy cái món mà tôm hùm á hoặc là cua á thì nó ngon các bạn, nhưng mà nó không ăn được với cơm, nên thành ra khi mà ăn là chỉ có ăn một mình nó thôi à. Nên là rất là mê ăn cơm, nên là có món nào mà ăn với cơm là mê lắm.
nó cay cay của ớt với lại cay của gừng đúng không? Chén nhỏ vậy mì già các bạn ơi. Món gà là cái món mà được yêu cầu nhiều lắm nè. Mình cảm thấy món mà các bạn yêu cầu nhất là món cà nè, gà nè, măng nè. Ăn xong rồi phải chạy đi đón thiên nào. Già quá. Măng vẫn còn nóng luôn. Nước mắm thì nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Ngon. Bị hờ quá. Đúng rồi, cay mỗi người một khác rồi. Nóng mà ăn cái này cay nhưng mà phải ăn cái cơm á. Mà nó vừa ngon. Thank you.
ngon lắm ạ. Nhìn vậy chứ già hơn lắm. Là mình cũng rất là mê ăn món rồi. À, cái bụng nó yếu nên thành năm nay sẽ không có cho nó ăn đâu. Giờ là phải ở nhà 2 ngày mà ở. Mùa này nó đang đổi mùa nên thành ra dễ bệnh lắm mà. Bây giờ là thời tiết nó đang thay đổi rất là nhiều luôn, nhiều khi nó nóng, nhiều khi nó lạnh, thiệt là lạnh luôn á. Nóng hơn không? Dễ bệnh lắm. Các bữa hả? Cảm giác giống như là mùa đông vậy đó. Đúng ra là tuần này mới vô mùa thu nè. Giờ là cái tuần vừa rồi là vẫn là của mùa hè. Thì cái món này á, nó chính là mê sẽ ăn, thích ăn hột hơn là ăn cái giỏ của nó. Hôm nay ăn cái cơm thật ngon, ăn cái nếp á, ngon. Bữa cơm này như vậy là ngon lắm rồi. Thật sự ở ngoài á, lâu lâu mới thèm thôi, hoặc là làm biếng rồi và ăn ở nhà thì thấy ngon hơn. Chứ lại mà biết mình là người dân tộc á, lớn lên mới ăn là ăn toàn là món của người dân tộc Ba Na thôi. Bị dính măng nên thành ra khi mà mình
lớn đi hoặc là già đi á các bạn ơi, mình sẽ nhớ cái món mà món mình ăn đầu tiên các bạn à, gần như là như vậy. Món của người Việt Nam mình như là bún phở, không phải là món đầu tiên mà mới ăn mà là gần đây thôi. Có thể nói là sau khi mình quen ba hai đứa rồi là mới ăn nhiều đồ ăn của người Việt Nam mình, mà mấy món này hả, không có chỗ nào bán hết. Với lại nhiều khi mình nghĩ là nó đơn giản quá nên thành ra mình không có quay video này kia á, chứ đây là các món ăn mà ngon nhất của Mary đó, mình có thể ăn mỗi ngày luôn. Nó rất là đơn giản, nhìn thì có thể ăn các món của mình là tiết kiệm được luôn. Nó hú luôn à. Ngon quá mất rồi. Nhưng mà mình sẽ dừng video đây nhé. Cài quá. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi đón Thiên Hà tiếp đây. Hẹn gặp các bạn trong video tới.